Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 4 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em trong kịp dịp nghỉ lễ này thì vẫn có những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Giai báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô kiếm Tiên Vũ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Cái lô kiếm Tiên Vũ lá căng mướt và đẹp như vậy này, với giá chỉ có 50.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sau bên này đây thì em có những cái lô Hoàng Thảo Môi Tua hay còn có tên là Hoàng Long Vĩ ạ. Cái lô này thì em gọi là lô số 1, nguyên một dề luôn ạ. Nguyên một dề của Hoàng Thảo Môi Tua, hàng chuẩn bị đi vào mùa hoa. Giá em bán sẽ là 45.000 nhé. Và lô số 2 là 40.000 thôi ạ. Và lô số 3 là một cái dề khá là to và đẹp này cô chú anh chị này. Cây đang chuẩn bị đi vào cái mùa sưng nụ hoa rồi ạ. Và cái dề số 2 này em xin phép bán 70.000 cho một lô này. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua theo hàng cân này cô chú anh chị nhé. Mua theo hàng cân này với giá em bán là 140.000 cho 1kg. Cô chú anh chị có thể thấy là cây hiện tại đang bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ rồi, với những cái bông hoa môi tua cánh vàng à, cái môi tua rất là độc đáo và đẹp luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái lô kiều rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái lô kiều, một cái dòng lan mà dễ thuần, dễ chăm. Hoa như những chùm, như những chiếc đèn lồng rực, như những chiếc đèn lồng luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, đây là một trong những cái mặt bông của cái dòng lan, cái dòng kiều cô chú anh chị này. Hoa như những chùm đèn lồng. Đây là một cái số giò lan mà cái hàng xấu, hàng thanh lý ạ. Thì em đã cho vào vườn và em trồng đây ạ. Đấy thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cây lan kiều để về chăm sóc, ghép lũa hay là trồng chậu đều rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Đây em gọi là cái lô kiều số 1 ạ. Cái lô kiều số 1 đây là dòng kiều vàng cô chú anh chị nhé. Nguyên một dề cực đẹp luôn như vậy. Em bán với giá là 160.000. Và phần số 2 cô chú anh chị này. Phần số 2 là một cái kỳ dột phần kiều. Chỗ này cô chú anh chị về ghép trụ, ghép lũa được một giò rất là to. Còn nếu mà trồng chậu thì phải được vài chậu. Thì cái lô số 2 này em xin phép được bán là 80.000. Và lô số 3 với giá là 50.000. Và lô số 4 cũng sẽ là 50.000 cô chú anh chị nhé. Và lô số 5 em xin phép được bán với giá là 80.000 đó. Hôm nay thì cái giá kiều thực sự là em đã bán giảm cực kỳ là sâu. Và tiếp theo sẽ là Lô số 6 là hai cái dề kiều khá là dài. Thì cái lô số 6 này em xin phép được bán với giá là, cũng là lô này em bán là 60.000 đi cô chú anh chị nhé. Tiếp sau bên này đây thì em có những cái phần phần đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Mỗi một lô như thế này, gà tròn vùng Cao Bằng, thân thì gần giống như là gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa hoàn toàn là cái mặt bông gà tròn, mắt nhung đen và cực kỳ là sai bông luôn. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em, đây là một cái mặt bông còn sót lại. Mặc dù là nó hơi méo mó nhưng cô chú anh chị vẫn có thể thấy được cái cây lan, cái sắc hoa pha tím và cái họng nhung đen rất là đẹp như thế này. Thì cái lô gà tròn vùng Cao Bằng trồng em bán thì cô chú anh chị sưu tầm. Cái lô gà này xin phép được bán với giá là 90.000. Em gọi đây là lô gà số 1. Và cái lô gà tròn số 2 cô chú anh chị này. Lô gà tròn số 2 cũng là một cái lô rất là đẹp luôn. Đấy, gà tròn Cao Bằng thì đặc biệt là cực kỳ sai bông luôn cô chú anh chị nhé. Lô số 2 80.000 ạ. Và lô số 3 cũng sẽ là 80.000. Đó, những cái lô gà rất là rẻ luôn. Hãy đảm bảo cây giống và hàng chuẩn mặt bông. Và sau bên này đây sẽ là những cây đai châu rừng mà nhỏ xinh, rất là có võ luôn cô chú anh chị này. Hiện tại đang bắt đầu là cái mùa bắn rễ non mới, mùa phát triển mới của cây đai châu đấy ạ. Và một cái kg đai châu này thì em nghĩ rằng chắc là nó sẽ phải rơi khoảng tầm 30 cây cho 1kg cô chú anh chị nhé. Thì 1kg em bán với giá 230.000. Với những cây nhỏ nhỏ như thế này, về cô chú anh chị ghép lũa thì quá là tuyệt vời, quá là hợp lý luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi một năm thì một cây lan như vậy, đai châu như vậy cô chú anh chị ghép lên thì nó có thể cho khoảng tầm 3 đến 4 lá. Đó, thì hiện tại bây giờ
là bằng này lá rồi. Đến cuối năm nếu như ra được 3-4 lá nữa thì cây cũng sẽ khá là lớn nhé chú ý chị nhé. Và 1 kg này em bán với giá 230.000. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 0,2 cô chú ý chị có thể sở hữu khoảng tầm 6-7 cây là rơi vào có 46.000 thôi ạ. Và bên này thì em có một cái rề nhất điểm hoàng. Cô chú ý chị cùng nhìn cho em một cái rề nhất điểm hoàng cực kỳ là bự luôn. Cái rề nhất điểm hoàng rất là to và dòng nhất điểm hoàng cũng rất là sai bông ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm một cái mặt bông. Mặc dù chuẩn bị tàn hoa nhưng vẫn có thể thể hiện được cái vẻ đẹp. Bông hoa cánh hơi ngà vàng và cái đặc biệt cái lưỡi của nó, cái họng của nó rất là nổi bật. Với màu cam đỏ tươi, rất là nổi bật như thế này. Hoa rất là sai bông một cách tự nhiên, rề lớn như vậy em bán 100.000. Và bên này sẽ là một cái rề hoàng thảo thập hoa. Cây thời điểm bây giờ cũng đang bắt đầu là nhú rất là nhiều nụ này cô chú anh chị này. Đó, cây hàng đang xuống lá và nhú cực nhiều nụ luôn như thế này nhá, chú anh chị nhá. Mầm gốc thì cũng đang chuẩn bị lên cô chú anh chị ạ. Thì cái rề thập hoa này em xin phép được bán với giá là 60.000 cho rề hoàng thảo thập hoa này. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái cây địa lan quân tử vô cùng là xinh đẹp ạ. Những cây địa lan quân tử lá ngắn tròn vo và lá nhăn rất là đẹp luôn. Một cây như thế này nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị nhé, cực kỳ là xinh luôn này cô chú anh chị này. Đấy, cây không phải là cây lá dài nên là nhìn nó không phải là thuộc dạng bự, nhưng cô chú anh chị nhìn thấy ạ, rất nhiều lá và đẹp gọn gàng như thế này. Và một cái chậu lan quân tử như vậy em chỉ bán có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Rất nhiều lá, lá tròn và lá nhăn rất là đẹp luôn như vậy ạ. Cái dòng địa lan quân tử này ngoài cái vẻ đẹp với thân lá này thì nó còn mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Mà đặc biệt ạ, đặc biệt cái cây lan phong ma, cây lan quân tử này này, nếu như cô chú anh chị trồng trong phòng khách hay phòng ngủ hay là bàn làm việc thì nó mang một cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là nó có thể giúp loại bỏ những cái chất khí độc hại ở trong không khí và loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay tivi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể lên Google search và kiểm chứng những cái lời em đã nói ạ. 100% đó là cái ý nghĩa thực tế của nó. Thì một cái cây lan quân tử vừa đẹp lá như vậy trồng trong phòng khách làm tiểu cảnh rất là đẹp, kể cả trong bàn làm việc đúng không ạ. Ngoài ra thì nó còn mang lại một cái tác dụng rất là tuyệt vời cho những cái người mà sở hữu căn phòng cũng như là những cái thành viên trong gia đình của mình. Thì một cây quân tử đẹp như thế này có giá 70.000 thì em nghĩ rằng là rất là đáng sưu tầm, đáng trồng đúng không ạ. Sang bên này đây thì em có những cái giò lan. Đây là những cái cây lan hoàng tử áo trắng của chính chị nhé. Những cái cây hoàng tử áo trắng này với những cái cây lan lan giá rất là to và căng bướt như thế này này cô chú anh chị này. Cần hoa vươn cực kỳ dài và bông hoa thơm, bền hoa cô chú anh chị nhé. Giá là 180.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cái chậu lan. Đây sẽ là dòng lan cắt nè, dòng cắt mini cô chú anh chị nhé. Nói là mini nhưng bông hoa của nó cái kích cỡ cũng có thể lên đến tận 5 cm cô chú anh chị ạ. Dòng này cho hoa quanh năm. Hiện tại thì nó đang nụ này cô chú anh chị này. Cây có thể là sẽ cho cái hoa màu cam tươi như vậy hoặc là màu cam pha đỏ cô chú anh chị nhé. Đấy, màu cam rất là sáng như thế này hoặc là màu cam pha đỏ và sắc hoa cái mùi hương cực kỳ là thơm ạ. Cái dòng này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm bởi vì nó lên mầm liên tục và những cái mầm tơ đấy thì nó sẽ là những cái mầm mà trong hoa cô chú anh chị về sang chậu mới. Đồng thời bón cho em là những cái loại phân mà nó chứa nhiều kali thì chắc chắn một điều là nó sẽ cho cô chú anh chị hoa liên tục. Với giá em bán một chậu như vậy có 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. 90.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương quế tím, một chậu sẽ là 3 cây ạ. Một chậu quế tím như vậy em bán với giá là 140.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là những cái giò hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam một chậu 3 cây với giá em bán chỉ có 100.000 cho một chậu thôi. Đấy, một chậu sẽ là 3 cây cô chú anh chị nhá. Đều như vậy. Đấy, sắc hoa cam rất là rực rỡ đấy ạ. Cái dòng hỏa hoàng cam này này. Sang bên này đây thì em có những cây 5 cánh trắng HO, phải nói là siêu VIP luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi một cây như vậy thì chiều dài của nó phải cao tầm 70 cm trở lên. Hiện tại đang lên mầm gốc cô chú anh chị này. Đang lên mầm gốc và cây cũng đang bắt đầu là xuống lá để chuẩn bị cho nụ cho hoa. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy là cây đang bắt đầu là xuống này. Không biết là đây sẽ là mầm hoa hay là ki, không biết cô chú anh chị nhé. Hàng em đảm bảo cây giống những cây lan 5 cánh trắng HO siêu VIP và đẹp như thế này. Trước đây giá phải tầm vài trăm triệu thì hiện tại là một cây đẹp tuyệt vời từ 7-80 cm trở lên như vậy. Em bán có 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé.
150.000 cho một chậu thôi thì cô chú anh chị thấy là cái giá của nó thực sự đúng như là bằng cái giá hàng bình thường, hàng bình dân. Trước đây thì em nghĩ rằng với cái dòng 5 cánh trắng HO là 5 cánh trắng hiển oanh ạ, một cái mặt bông cánh bầu và cong vút cực kỳ là đẹp, thì em nghĩ rằng những người yêu lan, những người đam mê chắc chắn là rất là nhiều người muốn được thưởng thức và chiêm ngưỡng cái mặt bông của dòng 5 cánh trắng HO này. Nhưng mà giá thì rất là đắt đỏ trước đây, thì em nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều cô chú anh chị là không thể sở hữu. Và với cái giá đắt như vậy thì chắc chắn là nhiều cô chú anh chị cũng sẽ dừng lại, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thời điểm bây giờ cái giá của nó quá là rẻ như thế này, thì một cái mặt bông quá là tuyệt vời, thì em nghĩ rằng là không có lý do gì mà không thưởng thức với những người chơi lan, gọi là chơi lan thuần túy, đúng không ạ? Có 150.000 cho một giò, cao 7-80 cm, những cái thân này có khi là phải tầm gần cả 1 mét rồi. Đấy, em bán với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Những cái cây cực kỳ là VIP và đẹp luôn như vậy ạ. Và bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ cô chú anh chị này, những cây lan vũ nữ là trong những cái cây lan vũ nữ đáng sưu tầm và đẹp nhất trong tất cả những cái dòng lan vũ nữ, dòng cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhá. Đây, cái những cây này thì vừa rồi Tết vừa rồi là vừa chơi hoa xong thì hiện tại lại cho một mùa hoa mới này. Dòng vũ nữ Socola Baby cần hoa dài hơn 1 mét và phân 7-9 nhánh. Chỉ cần một cần hoa như vậy thôi đủ cho cô chú anh chị một cái giò lan phải nói là thơm nức nở cả toàn bộ không gian, rất là bền hoa nữa. Mấy chậu vũ nữ Socola Baby cực kỳ là mập và đẹp đang nụ hoa như vậy, với giá em bán là 180.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một cái chậu vũ nữ Socola Baby ạ. Hàng sẽ rất là phân cực kỳ là nhiều nhánh, nhiều một nụ hoa thì phân cực kỳ là nhiều nhánh luôn. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ Hoàng hậu xanh ạ, hiện tại cũng đang nụ. Cái cần hoa của nó cũng rất là cao dài, thoải mái cô chú anh chị uốn và tạo dáng theo sở thích của mình. Đấy. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em những cái chậu vũ nữ Hoàng hậu xanh. Rất là ít khi mà có những cái lô Hoàng hậu xanh có nụ về cô chú anh chị ạ. Giá em bán một chậu hoàng hậu xanh này là 150.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng vũ nữ mèo cam hay là vũ nữ cam lửa đấy ạ. Với những cái bông hoa mang hình dáng như những chú mèo màu sắc cam tươi và hoa thơm cực bền hoa luôn, hiện tại cũng đang có ngồng nụ này cô chú anh chị này. Đấy, nếu như những chậu mà nó có ngồng hoa thì nó sẽ ít cây hơn, còn những cái chậu mà nó chưa có ngồng hoa như thế này họ chuẩn bị đến cái, nhưng mà những cái chậu này thì cũng sẽ cho cô chú anh chị hoa sớm thôi, bởi vì những cái cây này nó cho hoa quanh năm ạ. Thì em bán đồng giá cô chú anh chị nhé. Đồng giá cũng là 180.000 cho một cái chậu vũ nữ mèo cam, là vũ nữ cam lửa đây ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng ngọc nữ, những cái chậu to bự luôn cô chú anh chị này. Cực kỳ là to, nghe đến tên thôi cô chú anh chị cũng biết rằng là cái mặt bông của nó xinh đẹp mà đáng sưu tầm như thế nào rồi, đúng không ạ? Một cái chậu to bự luôn ạ. Em bán một cái chậu cực sum xuê và to như thế này, nàng chị luôn. Với giá em bán là cũng là 180 trong một cái chậu ngọc nữ này nhá. Và tiếp sang đây thì em có những giò lan, đây là những cái giò dáng hương đuôi sắc. Dáng hương đuôi sắc thì tầm bây giờ nó đang có nụ này cô chú anh chị này, những cái chậu đuôi sắc rơi vào ít nhất là 3-4 cây trở lên cho một giò. Đó, đang hiện tại đang nhú nụ này. Dáng hương đuôi sắc 130.000 cho một chậu thôi. Đấy, 130.000 cho một cái chậu dáng hương đuôi sắc khỏe cứng cáp rất là đẹp như vậy. Còn sang bên này đây thì em có những cái giò lan đây ạ. Là dòng vũ nữ lava với những cái bông hoa sắc hoa đỏ thắm và cánh hoa mỏng manh nhưng mà hoa lại rất là bền luôn cô chú anh chị nhé, cực kỳ là bền luôn ạ. Và một cái chậu vũ nữ lava với những cái bông hoa cần hoa cong vuốt nhẹ nhàng như vậy, em bán với giá là 110.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cái cây đai châu Thái cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cây đai châu Thái mà năm ngoái đã cho những cái cần hoa rất là đẹp rồi, một bên lá sẽ là dài ít nhất là 20 cm, và một cái chậu đai châu như vậy em bán chỉ có 90.000 thôi cô chú anh chị nhé, 90.000 cho một cái đai châu này. Và tiếp sang bên này thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái giò lan ưng ý nhất nhé. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái hình đai châu. Thì đai châu ở đây em có bán hàng cân, cô chú anh chị nhìn cho em những cây đai châu rất là khỏe và đẹp. Còn nếu như cô chú anh chị chọn theo hình cho em cũng được này. Hình này em gọi là hình số 1, hình đai châu số 1 có này. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây rất là khỏe và đẹp luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây châu ở đây với giá 50.000 ạ. Tiếp theo hình số 2 cũng sẽ là 70.000, cái hình này rất là nhiều cây này. 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây.
7 tạ 8 cây ở đây cũng sẽ em bán với giá là 70.000. Tiếp theo sẽ là hình số 3. Cái hình số 3 này rất nhiều cây này. Rất nhiều cây luôn ạ. Em bán cái hình này với giá là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cây này khá là lớn luôn rồi cô chú anh chị này. 1 này, 2 3 4 5 ạ. Cây nào cây đấy rất là khỏe luôn đúng không ạ? 6 7 8 9 cây. Đó, 9 cây. Với giá là 100.000, cây rất là khỏe và đẹp. Tiếp theo sẽ là hình số 4, 120.000 cho một cái lô này, rất nhiều cây luôn. Chỗ này cô chú anh chị về làm một trụ đẹp luôn ạ. 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 cây, 11 cây cực kỳ là đẹp. Với giá là 120.000. Và sang bên này đây thì em còn có một cái hình sơn thủy tiên. Cái dòng mà hình số 5 là một cái giò sơn thủy tiên, hàng đột biến, hàng đột biến. Ở đây sẽ là cái họng của nó đây cô chú anh chị này. Đấy, hoa họng mà màu màu vàng. Màu nâu đỏ, rất là sáng đẹp như thế này. Đấy, lưỡi màu nâu đỏ rất là đậm và đẹp như vậy cô chú anh chị nhá. Ở đây có một lẫn một cái nhánh, tự dưng lẫn vào đây một cái nhánh là vàng thôi, chứ còn lại tất cả những cây trên này là đều màu họng nâu đỏ, rất là sáng và đẹp như vậy. Cái dề này em xin phép được bán là 600.000 cô chú anh chị nhá. Em gọi là hình số 5. Tiếp theo sẽ là hình số 6 ạ. Hình số 6 cũng là một cái dề sơn thủy tiên, hàng đột biến cực sai bông ở đây. Và cái họng cũng rất là đậm. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, cái lưỡi màu nâu đỏ cũng rất là tươi, rất là đẹp ở đây. Thì cái hàng này thì chỉ có khi nào mà cây nở hoa thì mới bán thôi cô chú anh chị nhé. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 390.000 cho cái dề này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7, một cái phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cây này thì chưa hề có nụ có hoa, mà đợt tới này thì cô chú anh chị sẽ được về trồng chăm thì chắc chắn là sẽ được thưởng thức hoa nhé. Hình số 7 em bán là 200.000 trong một cái lô rất là nhiều. Và hình số 8 này cô chú anh chị này, hình số 8 cũng là một cái lô kiều rất nhiều ở đây ạ. Rất nhiều, chỗ này chắc chắn về cô chú anh chị phải làm được hai giò rất là to, hai giò luôn, với giá em bán là 150.000. Và hình tiếp theo, hình số 9, cô chú anh chị nhìn cho em, hình số 9 này hai dề này. Cái dề này cực đẹp luôn, tròn vo luôn ạ. Và dề số 2 này. Cái lô này em bán với giá là 160.000 là hình số 9, rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Hình số 10 170.000, chỗ này cũng là hai dề cô chú anh chị ạ, hai dề cực đẹp luôn. Quá là đẹp luôn ạ. 170.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 này em bán với giá là 120.000 đi cô chú anh chị nhé. 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12, một cái giò dáng hương đuôi cáo. Cô chú anh chị có thể thấy là rất là nhiều nụ ở đây, với những cần hoa đang vươn rất là dài. Và đây là hàng hoàn toàn mà trồng tại vườn nhà em, nên cô chú anh chị thấy ạ. Cây cực kỳ là cứng cáp và đẹp, bởi vì là em không có tưới phân bón nhiều cô chú anh chị nhé. Nên nhìn cây rất là rắn giỏi và đẹp như thế này. Giò này em bán với giá 250.000 cho hình 12 ạ. Và cái hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình 13 cô chú anh chị nhìn cho em, có 3 cây cáo lá xếp rất là đẹp như vậy. Ở chỗ này là cây thứ tư nhưng mà bên này bị lỗi ngọn cô chú anh chị nhá. Em chỉ tính 3 cây bên này thôi. Thì cái hình này em bán với giá là 220.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Hình số 14 cũng là 3 cây cực đẹp ở đây ạ. Đang nhú nụ rất là đẹp ở đây. Thì cái hình này em bán với giá 200.000. Và hình số 15 đó, giò cũng là 5 cây cô chú anh chị này, 5 cây cáo lá cực kỳ là đẹp. Em bán 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16 ạ. Hình số 16. Cái chậu này cũng đang khá là nhiều cây và có cây mẹ con nhé. Cần hoa đang vươn rất là dài đây này cô chú anh chị này. Tiếc là có một cái cây này bị hơi dập ngọn một chút xíu, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì. Cây vẫn cứ sống phát triển bình thường. Giò này em thấy là hiện tại đang có 3 nụ. Em bán giò này với giá là 190.000 đi cô chú anh chị nhé. 190.000, cây rất nhiều cặp lá, thậm chí có cây mẹ con rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 17 này cô chú anh chị này. Hình số 17 ở đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ, rất là nhiều nụ ở đây ạ. Rất nhiều nụ ở đây này. Em bán hình này với giá 250.000. Và hình số 18 là một cái giò rất là xinh. Một cái cây cáo với cả vài cây bên dưới này nữa cũng đang nụ. Cái giò này em bán 60.000 thôi ạ. Hình số 19 là hai khúc cáo nguyên bản cô chú anh chị nhé. Một khúc 2 cây, một khúc 1 cây, thì ở khúc này cũng đang có nụ. Và hai cái khúc cáo nguyên bản này em xin phép được bán với giá là 100.000. Đấy, 100.000 cho hai khúc cáo nguyên bản này cô chú anh chị nhé. Tiếp theo sẽ là hình 20.
Hình 20 cũng là một cái khúc cáo nguyên bản ạ. Khúc cáo nguyên bản này thì cũng đang có cây có nụ này cô chú anh chị này. Đang có cây này có nụ này. Khúc này thì em bán là thôi bán 60.000 đi cô chú anh chị nhá. Nhìn cây nó không được đẹp lắm nhưng mà khỏe cây cô chú anh chị ạ. Nguyên bản. Và hình tiếp theo sẽ là hình 21 này, hình 21 cũng là một cái khúc cáo nguyên bản ở đây ạ. Hình này thì lá rất là to. Đấy, cây này thì không xem này, nhớ nụ chưa nào. Đây nhớ nụ chưa? Cây này cũng đang nhú nụ ở đây này cô chú anh chị này. Đó. Cái cây cáo này em xin phép được bán với giá là 40.000 đi cô chú anh chị ạ. 40.000. Đấy. Và hình ở đây sẽ là một cái hình 2A. Đây cũng là một cái khúc cáo nguyên bản. Cây cực kỳ là khỏe và đẹp luôn ạ. Đó, cây hình mẹ con nhé, có hai cây lớn và vài cây nhỏ bên dưới này, cây mẹ con. Đấy, hai chỗ này nó là nguyên một rề luôn đấy cô chú anh chị. Và cái khúc cáo nguyên bản nguyên rề đẹp như vậy. Đó, có hai cây hiện tại em thấy là hai cây đang có nụ này. Riêng hàng dề thì nó nụ của nó sẽ khá là đồng màu. Nó sẽ đồng màu và nó nở đồng loạt đấy cô chú anh chị, cây mẹ con. Thì cái dề này em bán với giá cái giò nguyên bản này là 160.000 nhá, chú anh chị nhá. Là hình 12A là khúc cáo nguyên bản ạ. Tiếp theo sau bên này đây sẽ là hình 22, một cái giò dáng hương tam bảo sắc cực đẹp này cô chú anh chị này. Đang nụ rất là đẹp, đảm bảo một điều rằng cái giò tam bảo sắc này sẽ cho cô chú anh chị một cái giò vừa được thưởng thức hoa một mùa hoa tam bảo sắc thơm ngát tuyệt vời luôn. 150.000 cho giò dáng hương tam bảo sắc hình 22 này. Hình 23 cũng vậy ạ, những cây tam bảo sắc lá xếp này hiện tại đang nụ. Em bán hình này 140.000 và sang bên này đây sẽ là những cây kiều mỡ cô chú anh chị nhé. Kiều vương mỡ gà thì nói chung là nhà em ấy thì chuyên bán những cái cây lan và thường là những cái cây lan mà em ghép đều là những cái hàng mà gọi là hàng thanh lý cô chú anh chị ạ, tức là những cái hàng mà nó xấu hỏng ấy thì bọn em sẽ thường ghép lên. Đấy thì hiện tại là cây đang có hai cái vòi bông và vẫn còn đang có hai vòi nụ. Cô chú anh chị nhá, kiểu mỡ gà của vùng Cao Bằng. Đây ạ. Hai cái nụ như vậy. Và cái giò kiều này còn có trồng còn trên cây này còn có cả một cái cây, cây này hay làm lá bánh gai này. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 nhá. 160.000 cho cái giò này gọi là em gọi là giò 38 ạ. Giò 39 này cô chú anh chị này, giò 39. Với giò kiều mà em ghép cả hai mặt luôn ạ. Hiện tại thì cũng là kiều mỡ gà. Cái bông này thì đang vừa mới nở thôi nên là cây nó chưa thể hiện được cái màu vàng mỡ nó rõ nét như cái hình bên kia. Đó, nó bắt đầu là chuẩn bị hé nở thôi cô chú anh chị nhá. Đây, vẫn còn đang rất nhiều nụ ở đây này. Một nụ này, hai nụ và ba nụ này cô chú anh chị này. Ba nụ, một, hai, ba nụ. Trên bên kia là nụ nào không? Bốn nụ này. Đó, cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa trong cái thời gian rất là dài luôn đấy ạ. Bốn nụ và hai cái bông sắp nở cô chú anh chị nhé. Cái giò kiều, trụ kiều này xin phép được bán với giá là 200.000. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em. 200.000 cho cái trụ kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nhé. Như em đã nói là cây kiều của vùng quê em thường là nó rất là sai hoa. Đấy, đây là cái giò kiều mà em trồng từ những cây kiều thanh lý, cô chú anh chị ạ. Thì hiện tại là được cái giò kiều nó cũng khá là tương đối đẹp như vậy này. Ồ, không phải là 6 nụ mà còn một cái nụ ở bên này. Thì hình như là cây bé bé này cũng có nụ nhưng mà nó bị hỏng mất thì không biết là còn, không biết là có bị hỏng hay không. Đây. Đấy, có một số nụ còn bị hỏng ấy. Mầm gốc đang lên. Hình 40. 40 ở đây sẽ là một giò trầm rồng đỏ, cái dòng mà nó thường là nở hoa thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Hiện tại lăng lên hai mầm gốc rất là đẹp và một cái bông hoa to đùng cũng như là đang có ki trên thân như thế này. Đó, thơm một bông hoa thôi mà rất là thơm ạ. À. Em bán cái giò này, cô chú anh chị chủ yếu làm giống thôi nhá. 40.000 ạ, 40.000 cô chú anh chị này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40, cũng là một cái giò trầm rồng đỏ. À, chỗ này thì em có hai giò trầm rồng đỏ luôn chứ. Em trồng bán combo luôn. Đấy, cây này có mầm gốc này, có ki trên thân này, thoải mái này. Cũng là mầm gốc này, ki trên thân thoải mái, có hai giò luôn. Đấy, hai giò này em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhá. Đây hình 41, 50.000. Trầm rồng đỏ đảm bảo đến cuối năm cô chú anh chị vô cùng hời từ hai cái giò trầm rồng đỏ này. Tiếp sang bên này đây sẽ là những giò phi điệp vàng. Phi điệp vàng là một trong ít những cái dòng lan mà nó nở hoa tháng 8.
Có những cây mà hoa sớm ý, thì hiện tại đã bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ rồi đây này cô chú anh chị này. Đa số là đang đi ngọn thôi ạ. Với một cái giò như vậy đủ chú anh chị có một cái suối hoa vàng cho mùa tháng 8 nhé. Hình em gọi là hình 24 140.000, hình 25 ạ 150.000 cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Cây cực kỳ là đẹp luôn, đang đi ngọn. Thì tiếp theo hình 26 140.000, 140.000. Thì cái hình này là đang có một cái thân chuẩn bị sưng nụ rồi ạ. Hình tiếp theo 27, giò này cũng là 140.000 nhá. Và hình 28, cái giò này cực sung xuê luôn, 150.000. Và hình 29, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái giò giả hạc hồng ngọc, hoa cực kỳ là đậm đẹp luôn cô chú anh chị này. Hiện tại thì cánh hoa đấy ạ, màu sắc hồng ngọc rất là đẹp, tím cực kỳ là đậm luôn, bên ngoài nó tím đậm hơn rất nhiều, cánh hoa bầu tròn rất xinh nhá. Đang bắt đầu hé nở thôi ạ, và mầm gốc lên thôi rồi. Với rất nhiều mầm gốc như thế này thì sang năm cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan quá đẹp để mà thưởng thức, đúng không ạ? Em bán cái giò này với giá là 80.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình 29, cũng là một cái giò giả hạc hồng ngọc, đang có những cái thân có nụ, có mầm gốc đi trên thân. Em bán giò này với giá là 50.000. Sang hình tiếp theo sẽ là chậu HO. Thì HO bên em có bán giới thiệu bên kia cô chú anh chị ạ, là những cái giò mà nó chưa có nụ mà đang xuống lá chuẩn bị cho nụ thôi. Còn đây là sẽ là những cái giò mà đang có nụ rồi. Nếu như cô chú anh chị sốt ruột mà muốn được ngắm hoa hai ngay thì lấy những cây này nhá. Đây, mầm gốc lên dài này và đang có nụ trên thân. Cái giò này em bán với giá là 130.000 cho giò 5 cánh trắng hiển oanh này. Gọi là giò 30, giò 31 này. Giò 31, giò này cũng đang rất nhiều nụ và kỳ trên thân ở đây đấy ạ. Giò này thì em bán với giá 120.000 là giò 31 nhé. Giò 32, 110.000, 110.000. Cái giò này thì đang bắt đầu sưng mắt nụ. Và giò 33, cô chú anh chị nhìn cho em, nó dài cả mét luôn. Mầm gốc lên rất nhiều, mầm gốc lên rất nhiều. Có cả kỳ trên thân nữa, thì cũng đang bắt đầu xuống lá chuẩn bị cho nụ ở đây. Giò này cao dài cả mét luôn, em bán 170, hình 33. Hoặc cô chú anh chị chọn bên kia cũng được nhé. Hình 34 này. Đấy, cái thân này cũng phải dài 7-80 cm, cũng đang có kỳ trên thân này. Và trên này chắc chắn là sẽ là những cái nụ hoa phần bên trên. Em bán cái giò này cũng với giá là 150. Cô chú anh chị, đấy. Cô chú anh chị có thể chọn theo hình này. Cái giò này cao khoảng tầm 5-60 cm gì đó. Cái giò này em bán là 150 này, 35, 36 cũng vậy. 36 này. 150.000 và 37. Cũng sẽ là 150.000. Bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, và duy đỏ 60.000 trong một ống, và hồng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp, Atonic 12.000 trong một gói nhé. B1 Thái 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ, và liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Cắp tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ nhé. 40.000 cho một lọ. Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn, 25.000 cho một gói. Chi Châu Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi ạ. Và dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Dòng đã thương hiệu rất lâu, không giới thiệu nhiều. Còn bên này là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng. Sản phẩm với giá là 35.000 cho một túi, túi này là 1 kg. Cái sản phẩm mà em nghĩ rằng là đã ai đã sử dụng chắc chắn đều cảm nhận là một cái sản phẩm cực kỳ hoàn hảo. Bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, thì nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tối ưu. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này nó cực kỳ là lành, thoải mái cô chú anh chị bón hay là trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ. Nên là ngay cả cô chú anh chị chưa từng chơi lan thì bón cái loại phân bón này thoải mái giúp em cô chú anh chị nhé, không hề lo sợ là cây bị trột rễ, bị đen đầu rễ đâu ạ. Và bên này thì em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên, vừa có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy 40.000 cho một lọ. Cái loại dòng tinh dầu hồi với những rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể lên Google search, đặc biệt là cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Và đây là những cái tinh dầu mà làm từ những cái cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng quê em cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.